Cùng với hàng trăm doanh nghiệp tổ chức trên thế giới, thì năm nay nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đã hưởng ứng Ngày Trái Đất bằng nhiều hoạt động khác nhau, với sứ mệnh tuyên truyền và khơi dậy nguồn cảm hứng về lối sống thân thiện với môi trường. Trong đó, tái tạo thời trang từ vải đến vải, thu cũ đổi mới đã thu hút được sự hưởng ứng của nhiều người tiêu dùng. Dù là ngày cuối tuần nhưng anh Tuấn Anh đã có mặt từ rất sớm để xếp hàng, hưởng ứng chương trình đổi cũ lấy mới của thương hiệu thời trang. Anh cho biết, chương trình này anh không chỉ được đổi sản phẩm cũ lấy sản phẩm mới, mà còn chung tay cùng hãng thời trang này truyền đi thông điệp tái tạo thời trang từ vải đến vải nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Bỏ đi rất là phí, mà bỏ đi ra ngoài thì nó có ảnh hưởng cái rác thải ra đến môi trường bên ngoài. Cho nên là cái việc mà ON có cái chương trình mà thu áo cũ, đổi áo mới thì đối với mình rất là thiết thực. Tôi đã có đến trải nghiệm và tôi thấy chất liệu vải được rất thân thiện với môi trường và được làm từ vải, từ chất liệu vải sang chất liệu vải, tôi thấy rất là tốt. Khác với những bộ sưu tập trước đó, các chất liệu có thể được tái chế từ chai, lọ để thành chất liệu thời trang. Điểm nhấn trong bộ sưu tập mới là tái tạo từ quần áo cũ, vải cũ được tái sinh để đến với một hành trình mới từ vải đến vải. Đặc biệt, sử dụng chất liệu 100% tái chế có thể tiết kiệm đến 25% CO2. Ngoài ra là nhiều chất vải xanh như cà phê, bạc hà, trà xanh, tre, ngải cứu vào các loại vải để thân thiện hơn với môi trường. Gần đây thì cũng có rất là nhiều các cái chất liệu mới từ sợi bạc hà, bã cà phê là những cái chất liệu mà rất là gần gũi với con người Việt Nam, và đây là một cái hướng đi mình cho là rất là đúng đắn và cũng là một cái xu hướng của tương lai. ON thực sự tự hào là một cái thương hiệu đầu tiên đưa sản phẩm renew vào thị trường Việt Nam, đặt cái dấu ấn cho thời trang bền vững hay là tái tạo thời trang. Cái bộ sưu tập lần này thì chúng tôi mong muốn truyền đạt thông điệp tới người tiêu dùng về ý thức bảo vệ môi trường thông qua những trang phục thời trang mặc hàng ngày. Chất liệu Rhino là polyester 100% tái chế nguyên liệu chuyên dụng, được dùng trong ngành dệt may, góp phần tạo ra vòng tuần hoàn từ vải đến vải. Chỉ mất chưa đến 10 giây để chúng ta vứt bỏ một bộ quần áo không có nhu cầu sử dụng, nhưng phải mất đến hơn 10 năm để món đồ đó có thể phân hủy. Thay vào đó, ý tưởng tái chế đồ cũ muốn truyền tải thông điệp về thời trang bền vững, thời trang xanh qua các hoạt động tái chế với những ý tưởng sáng tạo thiết thực cho món đồ thời trang cũ tưởng như bỏ đi, có một vòng đời mới, một sứ mệnh mới góp phần bảo vệ môi trường thêm xanh, cuộc sống thêm bền vững hơn.